Sáu đặc điểm của người đại phú đại quý làm nên nghiệp lớn. Quý vị thân mến, cuộc đời này không phải ai sinh ra cũng sẵn mệnh phú quý, giàu sang hay tài giỏi hơn người. Nhưng thực tế chứng minh, sự thành công tột bậc trong cuộc sống phần lớn đến từ những người có xuất phát điểm tưởng chừng như rất tầm thường. Tuy nhiên, chỉ nhờ vào ý chí và niềm tin sắt đá vào bản thân, họ đã không ngừng rèn luyện để trở thành những bậc kỳ tài trong thiên hạ. Tất nhiên, không thể phủ nhận vai trò của tài năng thiên bẩm, nhưng chúng ta cũng từng chứng kiến rất nhiều người được cho là thần đồng, đạt đến sự tỏa sáng, nhưng cũng như bông hoa sớm nở chóng tàn, bởi tài không đi kèm với đức. Vì vậy, muốn thành công, ngoài một phần nhỏ là năng khiếu, một phần lớn là luyện tập, thì cần phải có ít nhất 6 tố chất, năng lực sau đây nữa, thì thành công mới trở nên trọn vẹn và bền vững. Quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm cùng cuộc đời giá trị qua video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, muốn thành sự nghiệp phải bắt đầu từ việc nhỏ. Chương 63 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: làm việc khó từ việc dễ, làm việc lớn từ việc nhỏ. Các việc khó khăn trong thiên hạ đều từ việc dễ mà thành. Các việc lớn trong thiên hạ đều từ việc nhỏ mà nên. Cho nên thánh nhân suốt đời không làm chuyện lớn mà vẫn nên được chuyện lớn. Chương 64 cũng viết rằng: cây to dùng hai tay mới ôm hết, là từ cây non nhỏ bé sinh trưởng thành. Đỉnh cao 9 tầng được xây từ một mô đất. Hành trình hàng ngàn dặm được bắt đầu từ một bước chân. Hết thảy sự vật to lớn trong vũ trụ đều bắt đầu từ sự vật nhỏ bé mà phát triển ra. Bởi vậy, muốn làm thành việc lớn thì phải bắt đầu làm tốt những việc nhỏ. Thời cổ đại có rất nhiều bậc học giả có học vấn uyên bác và tài hoa xuất chúng, nhưng đó không phải là thành quả của một sớm một chiều, cũng không phải tài năng thiên phú. Thực tế, họ đã phải học hỏi để thành tài, ngồi rách đệm cối, mài mòn yên mực. Bởi vậy, làm tốt từng việc nhỏ thể hiện hoài bão của một người lập chí lập nghiệp, biết nhìn xa trông rộng, bắt đầu từ việc làm nhỏ, vừa không suy nghĩ đến viển vông, lại càng không nói lời khoác lác, chỉ có không ngại gian khó, từng bước một thực hiện thì mới có thể hoàn thành ước mơ của mình. 2. Kiên trì mục tiêu, từ đầu đến cuối đều không lơi lỏng. Người xưa có câu, thận trung như thủy, tắc vô bại sự. Tức là thận trọng từ đầu đến cuối thì việc nào cũng thành. Đối với bất kể sự tình gì, trước sau đều phải thận trọng. Phải thủy chung bảo trì nhiệt tâm đối với công việc, làm được đến nơi, đến chốn thì mới thành. Trong xã hội náo nhiệt ngày nay, vô luận là nảy sinh tình sự gì, chúng ta trước sau đều phải thận trọng như dẫm trên lớp băng mỏng, như đi trên mép vực sâu, như lý bạc băng, như lâm thâm uyên. Người khiêm tốn cẩn trọng, kiên trì trước sau như một, không quên cái tâm thuở ban đầu, ấy chính là đáng quý nhất. Tỷ như tác phẩm Bản thảo cương mục của Danh Y Lý thời Chân. Của Danh Y Lý thời Chân phải mất 27 năm với 3 lần viết lại mới được hoàn thành. Tuy vậy, nó đã trở thành cuốn sách y dược được tôn sùng. Về sau này còn được dịch thành hơn 10 thứ tiếng trên thế giới. 3. Không phô trương, không tự cho mình là đúng. Cổ nhân dạy, không phô trương nên sáng, không tự cho mình đúng nên hiền dương ở đời. Không kể công nên có công, không kiêu căng nên trường tồn. Vì không tranh với ai nên không ai tranh với mình. Một người muốn làm thành được sự nghiệp thì thứ nhất phải không khăng khăng tự cho mình đúng. Thứ hai là phải hết sức phòng ngừa phô trương khoe tài, tự cao tự đại. Một người không cố chấp thì có thể nhìn rõ được hình thế của sự tình,
nhìn rõ được bản chất của sự vật. Một người không cao ngạo mới có thể phán đoán được rõ ràng thị phi, đúng sai. Cổ ngữ có câu, đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê. Cây đào cây mận không tự khoe mình, nhưng nhiều người đến hái mà thành đường nhỏ dưới gốc cây vận. Người cẩn thận khiêm tốn thì sự nghiệp sẽ thành công. Kiêu căng ngạo mạn cho mình là tài giỏi thì nguy cơ bại vong luôn luôn ẩn khuất. Bởi vậy, chương 73 của Đạo Đức Kinh viết: đạo của trời không ai tranh mà khéo thắng, không nói mà khéo ứng, không gọi mà tự đến, thản nhiên mà khéo mưu thành. 4. Coi mạng sống cao hơn hết thảy. Theo Lão Tử, người nào lấy thái độ quý trọng sinh mệnh của chính mình để đối đãi với thiên hạ thì có thể giao trọng trách của thiên hạ cho người ấy. Người nào lấy tín nhiệm bảo vệ thân thể của chính mình để đối đãi với thiên hạ thì có thể giao phó thiên hạ cho người ấy. Người coi trọng sinh mệnh thì sẽ coi nhẹ lợi ích. Người coi trọng lợi ích thì sẽ xem nhẹ sinh mệnh. Người coi thường mạng sống của mình không biết thương xót sinh mạng của mình vì sẽ theo đuổi danh lợi, cuối cùng là bỏ thân vì vật chất. Người mà ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo an được thì sao có thể làm nên được sự nghiệp, càng không thể trị được thiên hạ. 5. Người thành thục biết cách chờ đợi. Bình Pháp Tôn Tử có viết: không thể thắng được thì phải lo phòng thủ, có thể thắng được thì tấn công. Phòng thủ là lúc binh lực chưa đủ, tấn công là lúc binh lực có thừa. Người khéo phòng thủ giấu kín tiềm lực xuống 9 tầng đất, người giỏi tấn công triển khai binh lực như 9 tầng trời giáng xuống, có thể vừa bảo toàn lực lượng lại giành thắng lợi hoàn toàn. Chỉ một vài câu ngắn ngủi mà Tôn Tử đã nói được ý nghĩa thâm sâu của hai chữ chờ đợi. Việt Vương Cầu Tiễn nhịn nhục nếm phân Ngô Vương Phù Sai, nằm gai nếm mật, cuối cùng diệt nước Ngô, làm nên nghiệp lớn. Sở Trang Vương 3 năm làm hôn quân, không lên tiếng là việc triều chính, nhưng đến lúc cất lời thì khiến người ta phải kinh khiếp. Cuối cùng đánh bại nước Tấn, thảo phạt nước Trịnh, trở thành ngũ bá thời Xuân Thu. Hàn Tín luyện kiếm 10 năm, chịu nhục chui háng, cuối cùng trở thành vị đại tướng kỳ tài. Những bậc hiền nhân này đều là những người biết chờ đợi. Không ai có thể dễ dàng phất tay một cái mà có thể làm thay đổi lịch sử. Do vậy, người ta dẫu muốn làm việc nhỏ hay việc lớn đều phải biết chờ đợi đến thời cơ thích hợp. Như vậy mới có thể thuận nước đẩy thuyền. Người xưa có câu, vạn sự đều đủ, chỉ thiếu gió đông. Nói ra thì dễ, nhưng với người bình thường thì gió đông này biết khi nào mới đến, không thể tính toán nổi. Vì vậy, điều khiến người ta khổ sở mệt mỏi cũng chính là đợi chờ. Người thành thục hiểu rằng tận nhân sự, quan thiên mệnh, nên họ tận hết trách nhiệm, biết kiên trì nhẫn nại để hướng đến kết quả cuối cùng. Tuy nhiên họ sẽ không đau khổ bởi sự ủy khuất tạm thời, cũng không để thất bại làm mài mòn ý chí quyết tâm của mình. Họ tin rằng mỗi người đều có những con đường đi riêng và nhất định sẽ có niềm vui ở trong đó. Người thành thục nhất định sẽ chờ đợi được. Người không dám chờ đợi, không dám kiên trì thì cuối cùng sẽ không thể chờ đợi được điều tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, chờ đợi không phải là chọn đi con đường hèn nhát, cũng không phải là không làm gì hết, cứ ngồi nhìn ngày tháng dần qua, càng không phải là ôm cây đợi thỏ hay ngửa cổ lên chờ. Cái gọi là chờ đợi chính là sự gia tăng tích lũy, tích tiểu thành đại, là tập hợp năng lượng và sức mạnh cho sự bứt phát khi thời cơ đến. Cổ ngữ rằng, thủy đáo cử thành, nước chảy đến đủ thì tự nhiên sẽ tạo thành sông. Đối với bất kỳ ai cũng vậy, thành công sẽ tự nhiên đến khi đã có đầy đủ các điều kiện cần thiết
mà không cần phải nhất mực truy cầu, hào tâm tổn sức theo đuổi. Bởi vậy, chỉ có người thành thục, sau nhiều năm thăng trầm mới có thể chờ đợi được. Chờ đến lúc cất tiếng nói, khiến người khác phải khâm phục. Chờ đến thời khắc cất cánh bay lượn trên bầu trời. Đó là hạnh phúc của khổ tận cam lai. 6. Người biết cúi đầu mới có thể ngẩng đầu. Lúa chín cúi đầu, bậc trí già thường ôn hòa điềm đạm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho nên biết cúi đầu khiêm tốn mà sống là một loại trí tuệ. Trong hành trình nhân sinh, nhất định cần thấp điệu khiêm nhường, nguyện ý ở chỗ thấp. Như vậy mới có được phúc phận, thành tựu được cuộc đời. Có một câu chuyện ngụ ngôn phương Tây như thế này. Một hôm có người đến hỏi một vị hiền già Hy Lạp. Thưa ngài, ngài là người có học vấn uyên thâm. Vậy ngài có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Vị hiền già trả lời. 1 mét. Người khách tỏ vẻ nghi hoặc nói. Thưa ngài, ngoài trẻ con ra thì con người chúng ta ai cũng cao 1,5 m, 1,7 m. Nếu khoảng cách giữa trời và đất chỉ có 1 mét, thì chẳng phải chúng ta đã đâm thủng bầu trời rồi hay sao? Vị hiền già tiếp tục nói. Đúng vậy. Phàm là ai cao hơn 3 thước, nếu muốn đứng ở giữa trời và đất thì phải biết cúi đầu. Cúi đầu chính là một cách ứng xử đúng mực, một cách nhìn xa trông rộng trong cuộc sống. Trong cuộc sống, ở vào một số tình huống, chúng ta cần phải học được cách cúi đầu. Nếu làm được thì chúng ta mới phát hiện ra tình thế đã được chuyển biến tốt đẹp ngoài tưởng tượng của bản thân. Ham muốn, dục vọng và lòng tham của con người là vô hạn, không có chừng mực. Trong lòng rất nhiều người không có cái gì là tốt nhất, mà chỉ có cái tốt hơn và hơn nữa. Có những người luôn thích kiễng chân lên, vươn cổ cao lên để vượt hơn người khác, nổi danh hơn người khác. Chứng kiến địa vị của bạn bè, đồng nghiệp đều thăng lên như thang máy. Người này làm cục trưởng, người kia làm trưởng phòng, trong khi bản thân mình lại không là gì cả, liền cảm thấy oán trách trời đất, xã hội bất công. Thế nhưng chỉ cần cúi đầu xuống, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng những thứ mà bản thân mình có được là rất nhiều, chính là mải ngẩng đầu nên không nhận ra và trân trọng nó mà thôi. Cuộc đời nhắc nhở chúng ta rằng rất nhiều người cả đời ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại mới nhận ra thứ mà mình giành được rốt cuộc cũng chỉ là phù du mây khói, là vật ngoài thân mà thôi. Quý vị thân mến, để thành công thì có nhiều cách, nhưng để thành công một cách vinh quang và lâu dài, cần đến nhiều hơn là cái đầu biết tính toán và sự may mắn. Rèn rũa 6 tố chất quý giá mà cuộc đời giá trị vừa chia sẻ sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, chông gai, đặt nên những viên gạch nền móng vững chắc cho cả lâu đài cuộc đời. Hãy luôn ghi nhớ và tích cực thay đổi bản thân mỗi ngày. Mọi điều tốt đẹp sẽ chờ đợi bạn ở phía trước, quý vị nhé.